Điểm qua một số sự kiện cũng như nhìn lại một số công trình đô thị nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015 vừa qua. Ngày 8 tháng 2 năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải thông xe toàn tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây. Dự án có tổng chiều dài 55 km, nằm trong quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam từ thành phố Hồ Chí Minh nối quốc lộ 51, sân bay quốc tế Long Thành và quốc lộ 1. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, đoạn đường di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến ngã ba Dầu Dây, Đồng Nai và đi Tây Nguyên. Thời gian di chuyển cũng chỉ còn 1 giờ đồng hồ, thay vì phải mất 3 giờ như trước đây. Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh được khánh thành vào cuối tháng 4 năm 2015. Dự án có tổng kinh phí 430 tỷ đồng. Đây cũng là quảng trường đi bộ được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, có thể biểu diễn nhạc nước đầu tiên trên cả nước. Quảng trường đã trở thành nơi lý tưởng cho cư dân và du khách tản bộ, dạo phố, cũng là nơi mà thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa và triển lãm nghệ thuật ngoài trời dành cho cộng đồng. Cũng trong tháng 4 năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh khánh thành dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa Lò Gớm. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống giao thông thủy và tiêu thoát nước của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng chiều dài hơn 8 km, đi qua các quận 6, quận 11, Tân Bình và Tân Phú. Với tổng vốn đầu tư hơn 166 triệu đô la, Ngày 16 tháng 9 năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng ngập úng lịch sử khi gần như toàn bộ thành phố bị ngập sâu một trận mưa lớn và kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ. Đây là một ngày tồi tệ của giao thông thành phố khi kẹt xe ở hầu khắp các con đường nội đô và các trục đường cửa ngõ của thành phố. Sau đó, thành phố Hồ Chí Minh liên tục làm việc với các chuyên gia và kiến nghị chính phủ cho phép triển khai gấp dự án giảm ngập, bao gồm việc cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia dự án. Ngày 14 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1. Theo đó, Trung Nam Group đã được chọn làm nhà đầu tư dự án này, tổng vốn đầu tư của dự án gần 9.930 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức đối tác công ty hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Đây là trường hợp chưa có trong tiền lệ trong việc triển khai các dự án chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. tháng 10 năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu khởi công dự án đào và khôi phục kênh hàng bàn sau 15 năm sang lắp. Việc khôi phục nguyên trạng dòng kênh này nhằm giải quyết việc tiêu thoát nước và giảm tình trạng ngập úng nghiêm trọng khu vực một phần quận 5 và quận 6. Ngày 4 tháng 6 năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiến hành lắp dầm cầu đầu tiên của hệ thống metro số 1. Đây là nước quan trọng nhằm đánh dấu tiến độ thi công như mong đợi của tuyến metro đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Metro Bến Thành Suối Tiên có tổng vốn đầu tư hơn 47.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 8 năm 2012, dự án dự kiến hoàn tất xây dựng vào năm 2019 và có thể đưa vào vận hành năm 2020. năm 2015, Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi công hạng mục đầu tiên của tuyến metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh bến Thành Tham Lương. Các hạng mục tòa nhà trụ sở văn phòng và cũng là trung tâm điều khiển tuyến metro số 2 trong tương lai. Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khánh thành cảng Tân Cảng Hiệp Phước, cảng có diện tích 18,7 ha, có 420 mét cầu tàu và có thể tiếp nhận tàu 50.000 tấn đầy tải. Cảng này có tổng công suất xử lý 9 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các khu công nghiệp phía Nam thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.